Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu sử Hoa Hanashi, nữ TikToker nổi tiếng với những clip nhảy điêu luyện. Hoa Hanashi có tên thật là Đào Lê Phương Hoa, hiện đang là một trong những gương mặt TikToker khá có tiếng trong giới trẻ. Điều khiến cho cô nàng này nhận về lượng quan tâm lớn từ cộng đồng mạng chính là nhờ những clip nhảy múa điêu luyện thu hút được hàng triệu lượt xem, cùng với ngoại hình xinh đẹp và đôi chân dài miên man không thua kém gì hot girl. Hoa Hanashi sinh vào ngày 7 tháng 4 năm 1998, cung Hoàng Đạo, Bạch Dương, quê quán Hà Nội. Đào Lê Phương Hoa sở hữu tài năng nhảy điệu nghệ chuyên nghiệp ngay từ những ngày còn đi học. Dù có chiều cao khiêm tốn nhưng bù lại với thân hình thon gọn cùng với các động tác nhảy dứt khoát mà vô cùng nóng bỏng, sôi động đã giúp cho Hoa Hanashi nhanh chóng sở hữu lượng lớn người hâm mộ. Được biết, ngoài vai trò là một TikToker, Hoa Hanashi hiện đang làm việc cho một trung tâm chuyên dạy nhảy có tiếng ở Hà Nội. Không chỉ bắt trend mới nhanh chóng mà cô nàng 9x này còn chính là người tạo ra một vài trào lưu nhảy đang dẫn đầu xu thế trên nền tảng TikTok. Trong đó phải kể tới điệu nhảy Hôm Nay Là Thứ Bảy hot dần dần một thời và được chính Hoa Hanashi biên tạo và thực hiện. Chính vì vậy, cư dân mạng đã yêu ái đặt cho Phương Hoa danh hiệu cô giáo dạy nhảy hot nhất TikTok và tên tuổi của nữ dancer đã ngày càng được biết tới nhiều hơn. Hiện nay, kênh TikTok chính chủ của Hoa Hanashi đã thu về hơn 6 triệu lượt theo dõi và hơn 100 triệu lượt yêu thích. Đặc biệt, mỗi clip nhảy của cô nàng đã liên tục nhận về từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu lượt view rất đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra, trang Facebook cá nhân của Hoa cũng đạt tới hơn 140.000 người theo dõi, đủ để chứng tỏ độ nổi tiếng của nữ dancer này tài năng ra sao. Bên cạnh những clip dày nhạy xịn sò, cô nàng sinh năm 1998 này còn khiến cho dân tình mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp, vòng eo con kiến và phong cách thời trang khá ấn tượng. Chẳng cần mặc đồ ngắn cún cỡn, khoe da thịt nhưng cũng đủ giúp cho nữ dancer khoe triệt để thân hình gợi cảm, lôi cuốn của mình. Thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của Đào Lê Phương Hoa. Với khả năng biên đạo và nhảy cực giỏi, nhiều người chắc hẳn sẽ nghĩ Hoa Hanashi phải học một trường nghệ thuật nào đó, thế nhưng điều này lại hoàn toàn sai. Được biết, nữ TikToker từng là sinh viên khoa luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện đã tốt nghiệp. Trong quá trình 4 năm theo học, cô đang sở hữu cho mình một thành tích học tập khá đáng nể. Trong đó có thể kể đến như dạy nhì, trang tụng hình sự, chứng chỉ hoàn thành chương trình lãnh đạo toàn cầu. Ngoài ra, các chương trình văn nghệ của trường Hoa Hanashi cũng thường xuyên hăng hái tham gia. Tuy nhiên, với đam mê nhảy múa cháy bỏng, nữ dancer 9x đã không đi theo ngành luật cho đến cùng mà lại chọn con đường làm cô giáo dạy nhảy tại một trung tâm thể thao nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.